World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định tuyển Việt Nam không có gì để sợ. Chúng tôi rất thoải mái, chẳng có gì ràng buộc chúng tôi cả. Được đá với Mỹ là một điều tuyệt vời. Chúng tôi sẽ học tập từ họ, nhưng bên cạnh học tập thì đội tuyển Việt Nam cũng phải thể hiện được tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không buông xuôi. Việt Nam không có gì để mà sợ cả, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Vị huấn luyện viên kỳ cựu của bóng đá Việt Nam đến với phòng họp báo của sân vận động Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand với một sự điềm tĩnh vốn có. Và những phóng viên đã quen phỏng vấn ông có lẽ cũng có thể đoán trước được cách mà ông sẽ trả lời thế nào. Tuy thế, ông cũng có chút xúc động khi một phóng viên hỏi ông về việc ông và vợ đã trao đổi với nhau thế nào trước khi đội tuyển bước vào trận đấu đầu tiên trong lịch sử một World Cup, và bà đã động viên ông ra sao. Đó có lẽ là khoảnh khắc duy nhất mà vị tướng 73 tuổi, huấn luyện viên cao tuổi nhất ở World Cup này tỏ ra xúc động. Ông đã quá quen với những trận đấu lớn, những kỳ vọng, và có lẽ chính ông cũng đã chuẩn bị tối đa cho những áp lực sẽ đến ở một giải đấu tầm cỡ như thế này. Thế nên, không ngạc nhiên khi huấn luyện viên Mai Đức Chung và sau đó, thủ trưởng Huỳnh Như trả lời về việc liệu họ có cảm thấy sợ khi nghĩ đến trận đấu với Mỹ. Đội bóng mà ông mô tả là một ngọn núi. Ông cho biết, chúng tôi rất thoải mái, chẳng có gì ràng buộc chúng tôi cả. Được đá với Mỹ là một điều tuyệt vời. Chúng tôi sẽ học tập từ họ, nhưng bên cạnh học tập thì đội tuyển Việt Nam cũng phải thể hiện được tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không buông xuôi. Việt Nam không có gì để mà sợ cả. Đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ quan điểm này của người thầy. Cô nói, đã vào giải đấu này rồi thì chẳng có gì phải sợ cả. Đội tuyển đã có một số trận đấu, cọ sát rất bổ ích với các đội cũng thuộc hàng đầu thế giới mà với họ đội mình cũng rất tự tin thể hiện. Em không sợ và các đồng đội của em cũng thế. Không ai nói đến chữ sợ, dù hồi hộp và căng thẳng có thể sẽ có. Đương nhiên, dù rất tự hào và tự tin. Nhưng người hâm mộ và giới chuyên môn cũng tỏ ra lo ngại trước sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Mỹ. Chính huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nói về điều đó khi khẳng định rằng trong bóng đá nữ, chênh lệch 5 đến 6 thứ bậc trên bảng xếp hạng của FIFA đã là nhiều. Đằng này chúng ta đứng thứ 32 mà Mỹ luôn xếp số 1. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để hạn chế số bàn thua. Vị chiến lược gia lão luyện này cũng cười rất tươi khi trả lời câu hỏi của một phóng viên Mỹ về việc liệu Việt Nam có thể thắng. Nếu thắng thì tuyệt vời, chúng tôi không từ chối việc ấy, ông nói. Trong ngày 21 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi cuối cùng trước trận ra mắt với Mỹ. Đội tuyển cũng đã đến để làm quen sân vận động Eden Park, nơi diễn ra trận đấu vào lúc 13 giờ ngày 22 tháng 7 giờ địa phương, tức 8 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam. Cha mẹ Huỳnh Như đã tới Auckland để cổ vũ cho con gái và đội tuyển. Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam là những người sinh sống và học tập ở New Zealand cũng sẽ đến cổ vũ và sẽ thắp lửa đỏ rực những góc sân Eden Park với những lá cờ đỏ sao vàng. Tại Việt Nam, cả đất nước đang bắt đầu lên cơn sốt World Cup nữ cho trận đấu lịch sử của đội tuyển. Dù kết quả của trận đấu này dường như đã biết trước và không quá quan trọng, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn khẳng định cùng các học trò, chúng ta đã ở đây và không phải để đi dạo. Chúng ta ở đây để chiến đấu.